cái đề tài tôi muốn chia sẻ với quý ông bạn chị em á, hội thánh thật sự là gì? Mình hay nói rằng hôm nay tôi đi hội thánh này, hội thánh kia, hai chữ hội thánh, cái ngôn ngữ rất là quan trọng. Tôi thường không dùng chữ nhà thờ và tôi không dùng chữ xem lễ. Nhà thờ là cái nhà để thờ. Người không tin Chúa cũng có nhà thờ nữa, quý vị có biết vậy không? Nhà để thờ hương quả ông bà cũng là nhà thờ, cái nhà để thờ. Cho nên khi dùng chữ nhà thờ là chúng ta đang nói tới một cái tòa nhà. Chữ đó không có sai, nhưng mà nó là cái mục đích của nó là cái chữ không thuộc linh, không phải là chữ thuộc linh. Xem lễ hay là đi lễ là cái chữ cũng không phải là sai, nhưng mà nó không mang tính chất của người đi theo Chúa đâu. Lễ chùa cũng là lễ, phải không ạ? Cho nên tôi thường dùng chữ là cái nơi mà dân sự Chúa tập hợp lại thì dùng là hội thánh. Và đi đến nơi hội thánh là để thờ phượng hầu việc Đức Chúa Trời. Quý vị đồng ý không ạ? À, tôi không nói là đúng sai, nhưng tôi chỉ nhắc hội thánh là cái ngôn ngữ mình dùng ấy, nó sẽ ảnh hưởng cái suy nghĩ của mình về cái ý nghĩa hội thánh. Bài giảng buổi sáng hôm nay sẽ không tập trung vào những ý nghĩa thần học của hội thánh, nhưng mà tập trung nhiều hơn vào ý nghĩa thực tế của hội thánh. Thưa quý bạn chị em, bắt đầu từ sáng thế ký, lúc bấy giờ có một cái cộng đồng đức tin nhỏ. Cái cộng đồng đức tin đó bao gồm có một gia đình mà thôi. Đó là ai đó bạn chị em? Ông Adam và bà Eva. Nhưng mà một cái cộng đồng sẽ trở thành một hội thánh là bởi vì có sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Cho nên trong cái gia đình đầu tiên của ông Adam và bà Eva, Chúa đến cùng họ, họ thờ lạy Chúa, cho nên họ là hội thánh đầu tiên ở trong sáng thế ký. Sau đó khi con người họ đến với nhau trong hạnh phúc, họ có Đức Chúa Trời và mọi sự tốt lành ở trong cái vườn Eden đó. Nhưng mà quý vị cũng biết rồi, trong cái ngày định mệnh đó thì họ đã bị mời ra khỏi vườn Eden và không cho quay trở lại. Trong cái ngày đó, Đức Chúa Trời đã mất gia đình trên đất của mình. Chúa đã xem loài người là gia đình của Chúa. Trong cả cái vũ trụ này, bạn cho em thấy biết bao nhiêu hành tinh mà có hành tinh nào Chúa đến thăm như vậy không? Cho nên Chúa đã gọi con người là gia đình của Chúa, nhưng mà trong ngày đó Đức Chúa Trời đã mất gia đình của Ngài ở trên đất. Nhưng mà cũng trong chính ngày đó, con người đã mất đi cội nguồn của mình. Con người ra từ đấng của sự sống, Đức Chúa Trời là sự sống. Ngoài Chúa không có sự sống, con người có sự sống, nghĩa là họ ra từ Chúa, nhưng mà họ đã mất nguồn cội của mình. Rồi cứ như thế đến đời con cháu của ông Adam và Eva, thì cũng có những gia đình thuộc là dòng dõi của Chúa, mà có những gia đình là dòng dõi của thế gian. Con cái của Đức Chúa Trời và con cái của loài người. Rồi đến đời của Noe, lúc bây giờ Chúa chỉ còn lại một bầy nhỏ 8 người ở trên con tàu. Sau đó con tàu đó đáp xuống ở trên đỉnh núi, và rồi cái cộng đồng nhỏ đó lại lập nên một lần nữa cái nhóm người tin Chúa ở giữa những người không tin Chúa, gọi là hội thánh. Rồi đến khi Chúa gọi ông Abraham, là một thời gian dài sau đó, rồi Chúa gọi ông Abraham để đi ra khỏi cái nơi mà người ta sống ăn uống cưới gả một cách bình thường, không có gì sai, nhưng mà đó là trật tự bình thường. Nhưng mà Chúa gọi ông Abraham để đi theo Chúa, sống theo Chúa, tôn kính Chúa, thờ phượng Chúa, thì dòng dõi của ông Abraham lại là một cái hội thánh tiếp theo. Và rồi dòng dõi của ông Abraham đến đời Isaac, đến đời Jacob, đến đời các con của Jacob ra 12 chi phái là dân Israel. Thì dân Israel lại là một dân tộc khác với những dân tộc khác, bởi vì trong thời của Israel, những dân tộc khác thờ đủ thứ thần, thờ cây cối chim muông, thờ người, thờ đủ thứ, chỉ có Israel là độc duy nhất một mình Thượng Đế Đức Chúa Trời đấng chí cao mà thôi, không thờ bất cứ thứ gì khác. Và họ là một hội thánh trên đất nữa. Rồi Chúa phán với dân Israel rằng họ sẽ xây cho ta một đền thờ và ta sẽ ngự ở giữa họ.
Cho nên Đức Chúa Trời lại một lần nữa có một hội thánh của những người tin Chúa khác biệt với những người bên ngoài, và Đức Chúa Trời thông công với họ qua các thầy tế lễ, qua ánh sáng từ phát ra từ hòn giáo ước, qua điều răn của Ngài, qua những cái điều mà Ngài phán dạy họ. Rồi sau đó, đến khi vua David muốn xây cái đền thờ, khi họ đi trong đồng vắng thì họ chỉ có đền tạm thôi, họ đi đến đâu họ dỡ đem đến đó. Nhưng mà đến khi đất nước được bình thịnh và dư dật thì là, quý vị thấy không, khi mà có điều kiện người ta luôn muốn xây đền thờ cho Chúa, mà vua David là muốn xây nó đẹp nhất có thể. Mặc dầu ông biết rằng đôi tay của ông nhuốm máu và không thể xây đền thờ, ông chuẩn bị tất cả những điều tốt đẹp nhất cho Solomon xây đền thờ cho Chúa. Kinh Thánh nói lại rằng ngoại trừ số vàng của quốc gia, ông còn lấy vàng bạc của chính mình để dâng cho đền thờ của Chúa. Và rồi tới đời của Solomon thì Solomon xây một cái đền thờ đầy vinh hiển, và ở trên đất lúc bấy giờ chẳng có cái tòa nhà nào đẹp hơn cái đền thờ mà vua Solomon xây hết. Nhưng mà ông bà chị em có biết rằng cái đền thờ của vua Solomon giàu rằng cao cả, giàu rằng giá trị như vậy, nhưng mà không phải là đền thờ có vinh hiển nhiều nhất, quý vị có biết vậy không? Tại sao vậy? Thưa bạn chị em, là bởi vì đền thờ đó nó vinh hiển theo đường lối của thế gian, là gọi là vật chất nguy nga, nhưng mà không phải là vinh hiển nhất, là tại vì sau đó dân sự của Chúa đã bội nghịch Chúa. Một cái đền thờ thật là đẹp, nhưng mà cái dân sự ở trong cái đền thờ đó không có đức tin và không sống theo đường lối Đức Chúa Trời thì đối với Chúa vô nghĩa. Cho nên cái đền thờ đó đã bị hủy, bị đánh sập, dân sự của Chúa phải đi lưu đày. Và khi dân sự của Chúa đi lưu đày và họ trở về đó, thì Nehemi cùng các thầy tế lễ khóc, bởi vì đã từng có một thời tâm hồn của họ bình an, người sống chung quanh cái ngôi đền thờ ở bàn chân, và bây giờ nó tan nát điều hiu, ai cũng lo xây nhà mình, không ai để ý đến đền thờ của Chúa. Người Lê Vi bị bỏ đói bởi vì không ai dâng hiến. Nehemi đã khóc, các thầy tế lễ đã khóc, thấy rằng người ta đã quan trọng đời sống vật chất mà người ta bỏ đền thờ của Chúa rồi, nhưng Chúa không bỏ. Và nhóm người đó, nhóm người còn sót lại từ cái cõi Babylon trở về đó, những người đã đếm trải mùi đời đó, họ là những người quyết định lập lại đền thờ cho Chúa. Cho nên họ sửa lại đền thờ. Nhưng mà cái đền thờ vinh hiển nhất lại là cái đền thờ khi vua Herod, ông sửa lại cái đền thờ cũ của dân Israel. Tại sao cái đền thờ đó lại là vinh hiển nhất? Có phải là vì đời La Mã người ta có nhiều tiền, người ta làm rộng hơn, cao sang hơn? Thưa không, đời vua Solomon dùng vàng bạc còn nhiều hơn đời vua Herod nữa. Nhưng mà tại sao đền thờ vua Herod lại là vinh hiển nhất, thưa ông bạn chị em? Là bởi vì chính đền thờ do vua Herod sửa xây tái thiết lại, thì khi mà cái đền thờ đó đã được tiếp đón bước chân của chính Đức Chúa Giêsu. Và ông bạn chị em hiểu cái điều gì khiến cho đền thờ có vinh hiển chưa? Là khi Đức Chúa Trời tới và bước chân vào đó thì nó mới có vinh hiển. Một đời người, một gia đình cũng vậy thôi, thật sự có ý nghĩa và có ơn phước là khi Chúa cảm thấy hài lòng để bước tới mới được. Cho nên cái đền thờ đó nó vinh hiển nhất là bởi vì nó được cái cơ may để chào đón Đức Chúa Giêsu, ngôi hai của Đức Chúa Trời giáng thế làm người. Và đích thân Đức Chúa Giêsu đã bước ở trong cái hành lang của đền thờ đó. Cho nên ông bạn chị em thấy, rồi sau đó Đức Chúa Giêsu Ngài chết ở trên thập tự giá để trả tội lỗi cho con người. Đến ngày thứ ba Ngài sống lại. Tôi xin nhắc với ông bạn chị em một điều rất quan trọng. Ngày hôm qua tôi có hướng dẫn trong lớp Kinh Thánh. Đối với Cơ Đốc giáo, thập tự giá rất quan trọng, bởi vì nó nói lên sự hy sinh của Đức Chúa Giêsu và tình thương của Đức Chúa Trời. Nhưng mà quan trọng còn hơn thập tự giá là ngôi mộ trống của Đức Chúa Giêsu. Bởi vì nếu Chúa chết mà không hề sống lại thì Phao-lô nói rằng tất cả chúng ta khổ hơn người đời. Nhưng mà vì Chúa chết và sống lại cho nên chúng ta có hy vọng về sự cứu rỗi đời đời ở trong Chúa, ông bạn chị em. Cho nên sau đó đến lễ ngũ tuần, Đức Thánh Linh giáng xuống, và lúc bấy giờ Đức Thánh Linh sử dụng tôi tớ của Chúa giảng những bài giảng.
Và người ta từ trong 11 thứ tiếng có mặt ở trong lễ ngũ tuần, người ta quay về tin Chúa và họ lập nên hội thánh. Đầu tiên, hội thánh tin Chúa Giêsu đầu tiên ở trên đất. Và quý vị có thể đọc về cái hội thánh đó trong Công vụ các sứ đồ đoạn 2. Lúc bấy giờ họ không có cái gì nguy nga hết, nên nhớ rằng đền thờ vẫn thuộc về người Giu-đa, những người theo Do Thái giáo, cho nên người tin Chúa Cơ Đốc nhân lúc bấy giờ không có đền thờ. Đúng không bạn chứ? Và họ nhóm ở đâu? Câu số 42 của đoạn 2. Những người ấy là những người quay về tin nhận Chúa Giêsu đó, bền lòng giữ lời dạy của các sứ đồ, sự thông công của anh em, lễ bẻ bánh và sự cầu nguyện. Mọi người đều kính sợ vì có nhiều dấu kỳ phép lạ làm ra bởi các sứ đồ. Phạm những người tin Chúa đều hiệp lại với nhau lấy mọi vật làm của chung, bán hết gia tài, điền sản của mình mà phân phát cho nhau tùy theo sự cần dùng của từng người. Ngày nào cũng vậy, cứ chăm chỉ đến đền thờ tại vì họ có gốc Do Thái. Còn ở nhà thì bẻ bánh và dùng bữa chung với nhau một cách vui vẻ thật thà, ngợi khen Đức Chúa Trời và đẹp lòng cả dân chúng. Mỗi ngày Chúa lấy những kẻ được cứu thêm vào hội thánh. Như vậy cái nghĩa đầu tiên của hội thánh, cái nghĩa đầu tiên của chữ hội thánh là hội của những người được cứu. Chúa lấy những người được cứu thêm vào trong hội thánh. Quý vị có muốn ở được ở trong hội thánh Chúa không? Amen. Thưa bạn, trên cái chữ hội thánh không phải là hội của những ông thánh bà thánh. Cái chữ thánh này là xưng công bình, justified, có nghĩa là những người này là những người được Chúa Giêsu dùng huyết của Ngài rửa tội của họ rồi. Nói về địa vị ở trong Đức Chúa Trời thì họ là địa vị thánh, chứ không phải là họ có cái thánh giống như là một số cái chữ thánh ở ngoài đời đâu. Nhưng mà vì họ được rửa bằng dòng huyết của Đức Chúa Giêsu, họ được hòa thuận với Đức Chúa Trời, họ được cứu, cho nên hội thánh đồng, cái ý nghĩa đầu tiên của chữ hội thánh là nơi của những người tin Đức Chúa Giêsu và vì thế được nhận ơn cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Lúc bấy giờ hội thánh không còn là về một quốc gia nữa, giống như trong cựu ước đó. Nếu mà quý vị không nằm ở trong dân Israel đó, đa phần là quý vị không có sự cứu rỗi. Quý vị còn nhớ ông Nahaman, ông phải tìm tới dân Israel, ông phải tin nhận Đức Chúa Trời của dân Israel, rồi ông về xứ của ông, nhưng mà ông phải thờ phượng Chúa, phải không? Cho nên trong cựu ước, sự cứu rỗi vẫn còn nằm trong một quốc gia. Qua đến Tân ước, đến đời của Đức Thánh Linh, đến thời của Đức Thánh Linh hành động, thì hội thánh của Chúa là cho mọi dân tộc, mọi thứ tiếng. Những người tin nhận dòng huyết Đức Chúa Giêsu, ăn năn tội lỗi mình, quay thuận về đầu phục với Đức Chúa Trời, biết rằng mình phạm tội trước mặt Chúa và cần sự tha thứ của Chúa, họ quay về cùng Chúa. Cho nên hội thánh lúc bấy giờ là các dân tộc. Hội thánh lúc bấy giờ không phải là về một tôn giáo hay là một hệ phái nào nữa, mà là thân thể của tất cả những người tin Đức Chúa Giêsu. Cho nên thật sự có hội thánh vô hình. Hội thánh vô hình đó là hội thánh của tất cả những người tin Chúa ở khắp nơi mà tiếp nhận Đức Chúa Giêsu và sự cứu rỗi trọn vẹn của Ngài. Những người tin Đức Chúa Giêsu là đấng cứu thế của thế gian này và sẵn sàng sống dưới sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh, chờ đợi ngày tái lâm của Chúa. Cho nên hội thánh không còn giới hạn trong cái đền thờ nữa, mà hội thánh lúc bấy giờ là thân thể của Đấng Christ. Thưa bạn chị em, ở trong 1 Corinto đoạn số 12 thì chúng ta có thể thấy được thân và chi thể của Đấng Christ được liệt kê một cách rõ ràng. Tôi đọc từ câu 12. Vả thân là một mà có nhiều chi thể, và như các chi thể của thân dầu có nhiều cũng chỉ hiệp thành một thân mà thôi. Đấng Christ khác nào như vậy? Vì chân chúng ta là người Giu-đa hay là người Việt Nam hay là người Greek hoặc là người tôi mọi hay là tự chủ đều đã chịu phép báp têm chung một Thánh Linh để hiệp lại làm một thân, và chúng ta đều chịu uống chung một Thánh Linh nữa. Thân cũng không phải là một chi thể, bèn là nhiều chi thể. Như vậy thì hội thánh lúc bấy giờ, đến thời của Chúa Giêsu đã chịu chết và Đức Thánh Linh hành động, thì hội thánh của Chúa là một thân thể của những người tin Chúa hiệp lại. Và trong cái thơ quý vị có thể đọc thêm, cho nên ở trong hội thánh Chúa đó, không có ai nói tôi quan trọng hơn người này, tôi quan trọng hơn người kia, không có chuyện đó.
Trong cái thân thể của mình đó, bạn cho em biết có những cái phần chi thể nó nhỏ lắm mà chỉ cần nó xảy ra chuyện thôi, tôi đảm bảo cả cái cơ thể sẽ khốn khổ vì nó đó. Tôi ví dụ, cái này cô Thấm biết rõ lắm nè, nhức răng. Một cái răng mà không thể xử lý được thôi, tôi đảm bảo bạn cho em sẽ cảm thấy hạnh phúc đời mình nó tuột từ 100 xuống còn 20. Phải không bạn cho em? Nó nhức nhối lắm. Hoặc là trong cơ thể của mình nó chỉ cần một cái nắp cuốn họng không đóng lại thôi. Không thể nào mà nói rằng cái não thì quan trọng, mấy cái này không quan trọng. Trong thân thể thì mọi phần đều quan trọng hết. Thì Chúa muốn dạy chúng ta biết một điều trong hội thánh của Chúa là thân thể của Chúa ai cũng quan trọng. Và cái điều thứ hai, nếu mà hội thánh là thân thể Chúa, quý vị có chọc kẹo hội thánh không? Tôi lạy Chúa nhắc cho chúng ta nhớ một điều rất quan trọng. Chúng ta có thể làm bất cứ điều gì mà chúng ta phải tránh một điều: đừng bao giờ chủ tình, chủ ý mà tổn thương hội thánh Chúa. Tôi dám đảm bảo quý vị, hậu quả không nhỏ đâu. Tại vì hội thánh là thân thể của Chúa. Mà nói ngược lại, nếu ông bạn chị em có lòng vun đắp chăm sóc cho thân thể của Chúa, quý vị nghĩ Chúa có ban phước cho quý vị không? Cho nên hội thánh rất quan trọng, gây dựng chứ không đặt đổ. Quý vị ai cũng là người, cũng có sai lầm. Sai lầm không sao, nhưng mà chủ ý, chủ tình đó, đó là một tội rất nghiêm trọng. Và chúng ta đi tiếp. Nhưng mà có một điều nếu bạn cho em để ý từ nãy đến giờ tôi nói đó, từ thời của sáng thế ký cho đến thời của công vụ các sứ đồ và mãi cho đến thời ngày hôm nay dưới sự cai quản của Đức Thánh Linh, hội thánh luôn luôn là một hội của những người được kêu gọi ra khỏi xã hội bình thường để gia nhập một xã hội mới. They are called into a new society. Quý vị thấy rằng trong mỗi đời, từ đời ngày xưa cho đến đời ngày hôm nay, lúc nào cũng có một cái xã hội bình thường mà họ sống. Mỗi ngày họ dệt vải, họ nhuộm vải, họ buôn bán, họ gặp người này ngoài chợ, họ gặp người kia ngoài ruộng. Nhưng mà những điều đó là những cái xã hội bình thường, nhưng mà họ không sống với cái xã hội đó, mà họ lại bước ra để đi vào một cái xã hội tin nhận Chúa, cùng nhau chờ đợi Chúa, cùng nhau sống trong những nguyên tắc lề luật của Chúa và chờ ngày Chúa tái lâm. Quý vị thấy vậy không? Cho nên hội thánh xuyên suốt mọi thời đại là một nhóm người được kêu gọi ra khỏi xã hội bình thường để sống trong một xã hội thuộc về Chúa, một cộng đồng thuộc về Chúa. Tôi cũng thích cái chữ giáo đoàn thì cũng hay, nhưng mà tôi vẫn nghĩ rằng cộng đồng đức tin cũng là một chữ tốt, là những người có đức tin nơi Chúa Jesus Christ. Cho nên họ, ví dụ họ sống ở nơi nào, họ muốn được gặp lại, gây dựng một xã hội riêng, một cộng đồng riêng, đặt Chúa làm trọng tâm. Thưa bạn chị em, cái chữ mà Kinh Thánh dùng á là ecclesia. Ở trong tiếng Hy Lạp cái chữ ek có nghĩa là ra khỏi, và ecclesia kaleo mà dùng thể bị động có nghĩa là được kêu gọi. Chữ hội thánh ở trong Kinh Thánh tiếng Hy Lạp dùng là được kêu gọi ra khỏi. Ra khỏi cái gì? Ra khỏi sự trần tục của thế gian, ra khỏi những cái chuyện lằng xằng lùm nhùm ở trong chỗ làm, ra khỏi những cái ham mê lộn xộn của những cộng đồng ở bên ngoài để bước vào một cộng đồng thanh bình hơn, an bình hơn, sạch sẽ hơn, sống trong đường lối của Chúa nhiều hơn, đặt Chúa làm trọng tâm. Dù ở bên ngoài người ta không xem Chúa ra gì hết, nhưng mà mình muốn được vào một cái cộng đồng nơi Chúa là trọng tâm của tất cả. Cho nên hội thánh lúc bây giờ không còn là một tổ chức. Khi dùng chữ hội thánh, hội thánh rồi hội thánh Tin Lành, hội thánh Cơ Đốc, hội thánh Baptist, cái chuyện đó là chuyện của hệ phái. Nhưng mà cái chữ hội thánh đầu tiên không phải là một tổ chức, cũng không phải là một tòa nhà, cũng không phải là một điều gì khác, mà là một cộng đồng của những con người, người thật việc thật tin Đức Chúa Giêsu, một cộng đồng đầy ơn phước, một cộng đồng, một community sống theo những nguyên tắc của nước thiên đàng. Thưa quý bạn chị em, đọc tới đây tôi thấy có một vấn đề rất lớn. Vấn đề đó là gì? Dầu những người tín đồ, những người tin Đức Chúa Giêsu được kêu gọi vào một cộng đồng
đặc biệt, có tiêu chuẩn cao hơn xã hội bên ngoài, phải được kỳ vọng là phải cao thượng hơn, phải ơn phước hơn, phải trong sạch hơn, vân vân, phải được xây dựng trên những nguyên tắc thánh của Chúa. Nhưng mà đây là nan đề tôi muốn nói. Cái cộng đồng đó nó vẫn còn ở trên, cái cộng đồng đó vẫn còn trên mặt đất, vẫn còn sống chung quanh thế giới tội lỗi. Mà thế giới này thì được cai trị bởi Satan. Mà cái kỳ vọng thì rất cao, mà cái hoàn cảnh thì nó rất eo le. Quý vị có thấy vậy không? Mình đi vào trong hội thánh Chúa và Chúa yêu cầu là tiêu chuẩn phải cao, một cộng đồng tin Chúa là phải tốt, nhưng mà mình vẫn còn là người tội lỗi, và mình vẫn đang sống ở giữa một thế giới tội lỗi. Cho nên sẽ có hai sai lầm lớn xảy ra nếu mà chúng ta phạm hai cái sai lầm này. Nếu chúng ta không hiểu đúng, chúng ta phạm hai cái sai lầm này. Sai lầm thứ nhất, đó là khi chúng ta nghĩ rằng mình có thể tham gia một hội thánh mà không sẵn lòng để thay đổi cái nhìn của mình, giá trị, những nguyên tắc sống mà mình không muốn thay đổi. Mình chỉ muốn tham gia hội thánh, nhưng mà mình không hề muốn chấp nhận những nguyên tắc mới của Đức Thiên Đàng. Mình muốn sống theo nguyên tắc của thế gian, nhưng mà mình muốn được ở trong cộng đồng, nơi mà Chúa sẽ cứu những người đó. Đây là một sai lầm nghiêm trọng. Hãy nhớ rằng hội thánh là hội thánh của Đức Christ, và Kinh Thánh nói rằng Chúa xem hội thánh như nàng dâu của Ngài. Chúa sẽ làm tất cả mọi sự để chăm sóc, để bảo vệ hội thánh của Chúa, là một hội thánh đi theo chiều hướng để dẫn người ta vào trong sự cứu rỗi và nước thiên đàng. Cho nên người gia nhập hội thánh phải sẵn lòng lìa bỏ thế giới cũ của mình để có thể được sống theo xã hội mới. Tôi hỏi bạn chị em, quý vị có muốn được vào quốc tịch Mỹ không? Có người muốn, có người không, tôi đâu có biết. Nhưng mà đa số mình được qua tới đây muốn được vô quốc tịch, phải không? Yes. Nhất là khi vô quốc tịch thì mới có benefit. Quý vị nhớ xứ Mỹ này là nó rõ ràng như thế. Người lo những cái lợi tức cho dân chúng đầy đủ, cho nên người ta muốn vào quốc tịch. Nhưng mà quý vị có thể đi phỏng vấn quốc tịch và quý vị nói với họ: sao ông hỏi nhiều quá vậy? Ông, tôi không cần phải sống theo luật của nước Mỹ, tôi người Việt Nam mà ông cứ hỏi tôi luật Mỹ làm gì? Bây giờ cứ duyệt cái tôi lãnh trợ cấp cho nó lẹ được không? Vậy thì tại sao chúng ta có thể vào trong hội thánh là nơi mà Chúa quan tâm, Chúa quan phòng, Chúa hành động một cách đặc biệt, mà chúng ta nói Chúa, con là sống theo đường lối và hệ điều hành của con, nhưng mà bổn phận của Chúa là lắng nghe khi con cầu nguyện và giải đáp khi con cần và cứu con khi con qua đời. Chúng ta có thể làm như vậy được không? Có đó là một sai lầm nghiêm trọng. Thưa quý ông bà anh chị em, tôi muốn nói quý vị biết một điều: nước Đức Chúa Trời đó rất là rộng mở, không có khó. Một số quốc gia rất là khó để được vào, để xin được cái quốc tịch của họ khó lắm. Nhưng mà nước Đức Chúa Trời rất dễ để được gọi. Tại vì Matthew đoạn 22 câu 14 nói rằng nhiều người được gọi, ai cũng được mời đó, nhưng mà ít người được chọn. Cho nên thưa bạn chị em, nhớ như thế, rằng một điều rất quan trọng rằng trong hội thánh của Chúa, hội thánh của Chúa phải là một nơi chuẩn bị cho người ta để trở nên công dân của nước trời, là một nơi, là hội thánh phải là một nơi mà gọi là challenge hay là thử thách quý vị, làm cho quý vị cảm thấy khó chịu, nói về những điều mà quý vị cảm ở bên ngoài không ai nói, không ai dám nói tới, mà hội thánh sẽ nói tới. Và những luật lệ, những cái sự dạy dỗ của Chúa phải làm cho mình cảm thấy bị thử thách. Tại vì bây giờ mình đổi từ một cái hệ điều hành này sang một hệ điều hành khác mà. Những cái đường lối, những luật lệ bây giờ bắt đầu thay đổi hết, để mình muốn được vào trong hội thánh của Chúa. Cho nên nếu một hội thánh mà không khiến ông bạn chị em trở nên giống Đấng Christ hơn, làm cho ông bạn chị em yêu mến những nguyên tắc của nước thiên đàng hơn, thì hội thánh nó không hơn một cái hội đoàn, chứ không phải hội thánh. Hội đoàn không phải là xấu. Ở trong xã hội của chúng ta có hội này, hội kia, hội câu cá. Có ai thích hội câu cá không? Hội hát nhạc xuân, hội trồng cây, ăn trồng cây là ghiền. Quý vị biết tôi trên Facebook tôi vô tới mấy trăm mấy ngàn cái hội lận. Tại vì thật ra nhiều lúc tôi muốn lắng nghe tâm sự tâm tình của con người ở đây ở đó, chứ tôi cũng chẳng cần học từ cái gì từ họ. Có những cái hội tôi vô nghe tâm sự của mấy bà vợ, tôi vô cái hội mà những bà vợ muốn nói xấu chồng, tôi vô tôi nghe thử nói cái gì trong đó.
Tôi hội những người làm cha, có những cái hay trong đó. Nhưng mà hội không phải là xấu, nhưng mà những cái hội mà thể dục thể thao, những hội vui, những hội đặc, thì họ chỉ phục vụ mục đích của đời này. Nhưng mà hội thánh thì phải trang bị cho con cái Chúa trở nên những người sẵn sàng cho nước thiên đàng. Hội thánh phải là nơi khiến cho người ta sống theo đường lối của Chúa. Cụ thể là Chúa đã bày tỏ trong suốt Ai Cập Ký đoạn 20 là 10 điều răn của Chúa. Rồi chính Chúa Giê-xu đã dạy dỗ rất nhiều. Và nếu một hội thánh không khiến cho ông bà chị em trở nên yêu mến nước thiên đàng và yêu mến Chúa hơn, thì quý vị cũng cần phải ra khỏi hội thánh đó. Tại vì quý vị muốn được lên nước thiên đàng hay quý vị muốn tham gia một hội đoàn cho nó vui. Mà nếu mà cái hội đoàn đó không dạy theo nguyên tắc của nước thiên đàng, những điều Chúa đã dạy trong 10 điều răn của Chúa, hoặc là những điều Chúa nói rằng kẻ nào phạm những điều này không được vào nước thiên đàng, nhưng mà người ta không hề nói tới, thì quý vị thấy là họ có đang làm tốt hay là không tốt cho mình đấy. Mình vui rồi ít bữa đó mình có gặp Chúa lên nước thiên đàng hay không? Cho nên hội thánh, sai lầm đầu tiên là gia nhập hội thánh nhưng mà muốn hội thánh giống như thế gian. Gia nhập hội thánh mà muốn mình vẫn giống như ngày xưa, đó là sai lầm đầu tiên. Nhưng mà cái sai lầm thứ nhì ngược lại là quá kỳ vọng rằng hội thánh thì phải thánh. Như tôi đã nói với các bạn, trên cái chữ thánh này là được cứu chứ không phải là mấy người này thánh thiện công bình đâu. Ở trong hội thánh của Chúa, và by the way, thương bạn trên tôi đã sống và tôi đã nghiệm ra một điều. Ở trong đời sống của chính tôi, thậm chí sự nghiệp, các mối quan hệ, hôn nhân v.v., tôi phát hiện ra nhiều lúc tôi bị đau khổ không phải chỉ vì người ta làm cho tôi thất vọng, mà vì những cái kỳ vọng vô lý của tôi. Và thầy tôi đã từng nói với tôi, đôi lúc không phải là người ta làm cho bạn thất vọng, nhưng mà chính cái kỳ vọng bạn đưa cho người ta làm cho bạn thất vọng. Thưa quý bạn chị em, dầu rằng hội thánh là một nơi những người được ra gọi ra khỏi thế gian, được làm nên bởi, nhưng mà nó vẫn được làm nên, vẫn hội thánh vẫn được làm nên bởi những người là những con người tội lỗi, tin Đức Chúa Giê-xu nhưng mà vẫn sống trong thế giới tội lỗi. Nếu mà một người thật sự khiêm nhường đó, họ sẽ nói với chúng ta điều này: tôi từ ngày tin Chúa đến tôi biết rằng tôi phải trở nên thánh. Nhưng mà họ sẽ nói giống như Ê-sai ở trong đoạn 6 câu số 5. Ông Ê-sai nói gì? Bấy giờ tôi nói, khi mà ông thấy vinh hiển của Đức Chúa Trời đó, bấy giờ ông nói: khốn nạn cho tôi, xong đời tôi rồi, vì tôi là người có môi dơ giấy ở giữa một dân có môi dơ giấy, bởi vì mắt tôi đã thấy vua, tức là Đức Giê-hô-va vạn quân. Một cái vấn đề rất là lớn, mình vào trong hội thánh, mình biết là mình phải trở nên thánh, nhưng mà xác thịt thì, tâm linh thì muốn lắm, nhưng mà xác thịt thì yếu đuối. Cho nên nếu mà chúng ta kỳ vọng ở trong hội thánh là tất cả mọi người đều phải tốt, chúng ta sẽ thất vọng. Hãy nhớ rằng mỗi người tham gia hội thánh đều ở một mức độ chân thành khác nhau, ở một mức độ nên thánh khác nhau. Có người mới, có người đã lâu, có người đã từng trải nghiệm, có người chưa. Hãy nhớ rằng kể cả trong những người tốt ở trong hội thánh, những người quý vị cho rằng đã được nên thánh, không ai nên thánh trọn vẹn hết, nhưng mà được nên thánh nhiều hơn, kể cả trong những người tốt đó thì họ cũng có ngày tốt và ngày xấu. Có mấy lúc họ đau bụng, có mấy lúc họ nhức đầu, có mấy lúc họ có chuyện buồn trước ngày hôm đó, ngày hôm nay họ đầu óc đi khỏi, nói ngồi không suy nghĩ, vài bữa họ mới xin lỗi mình. Có hết. Nhưng mà mình bước vào trong hội thánh và mình nói rằng là mình kỳ vọng là tôi tưởng rằng hội thánh là phải giống như một cái nơi thánh khiết thiêng liêng, tại sao tôi lại thấy có những chuyện này? Đó là cái sai lầm thứ hai, mình kỳ vọng quá đáng ở nơi hội thánh của Chúa, mình không hiểu. Đừng hiểu sai ý tôi không nói rằng hội thánh của Chúa là được quyền xuề xòa, được quyền tầm bậy, được quyền sống theo thế gian. Nếu một hội thánh mà fundamentally corrupt, tức nghĩa là sai lầm nghiêm trọng, quý vị phải bước ra khỏi hội thánh đó. Nếu một hội thánh đặt ý người hơn ý Chúa, nếu một hội thánh làm theo thế gian, quý vị phải bước ra khỏi. Nhưng mà nếu mà hội thánh là hội thánh tốt, nhưng mà họ có những chỗ này chỗ kia, quý vị phải coi lại cái kỳ vọng của mình có thật sự thực tế hay không. Hãy nhớ điều này. Đừng nói với tôi rằng tôi thương hội thánh, tôi yêu mến sự giảng dạy hội thánh tôi, nhưng mà tôi ghét đi hội thánh là bởi vì tôi không muốn gặp những người tội lỗi trong đó. Alo. Còn tôi là gì? Đừng nói rằng tôi thấy có những người giả hình ở trong hội thánh. Đừng nói rằng tôi thấy trong hội thánh có những người ham quyền lực, có những người ích kỷ, vân vân. Tôi xin lỗi, thật sự tôi phải nói sarcastic đâu, tôi nói xin lỗi thật sự đó.
xin lỗi tất cả bạn chị em, bởi vì những tổn thương mà quý vị nói là có thật chứ không phải là không. Hội thánh giống như bất cứ một hội nào sẽ có chuyện. Nếu quý vị kỳ vọng là tại sao hội thánh mà lại có chuyện thì quý vị đã quá ngây thơ. Hội thánh là hễ còn con người là sẽ có những, đôi lúc không ai cố tình nhưng mà nó sẽ có những cái tổn thương. Tôi hứa với bạn chị em sẽ có một ngày tôi sẽ giảng bài giảng có tựa đề là Hurt by my people, có nghĩa là bị tổn thương bởi chính những người mình thương. Tôi sẽ tới cái lúc đó. Nhưng mà thưa quý vị, hãy nhớ điều này, hãy hiểu điều này. Quý vị đi bất cứ nơi đâu, quý vị cũng sẽ có the same problem. Quý vị đi bất cứ chỗ nào, quý vị cũng sẽ gặp những nan đề như vậy. Nhưng mà quý vị không công bằng với hội thánh. Khi mà những nơi khác có những nan đề đó thì quý vị nói à bình thường, nhưng mà hội thánh thì không được như vậy, không phải. Hội thánh vẫn cần ân điển, sự tha thứ, sự chấp nhận, giúp đỡ của giáo hội. Cho nên tôi có câu này để chốt lại cái ý tôi muốn nói. Khi chúng ta đến hội thánh, hãy kỳ vọng sự thánh khiết, hãy kỳ vọng những giá trị của nước thiên đàng, nhưng mà kỳ vọng ở nơi chính mình nhiều hơn là ở nơi người khác. Amen không bạn chị em? Phải, hội thánh là phải có sự nên thánh, phải có sự thánh khiết, phải có tiêu chuẩn của nước thiên đàng, phải có, nhưng mà mình phải kỳ vọng điều đó nhiều hơn ở mình chứ không phải ở người khác. Bây giờ tôi tới cái ý cuối cùng mà tôi muốn nói. Hội thánh là như tôi nói hồi nãy, là một nơi của những người tin Đức Chúa Giêsu, họ nhóm lại, không có quan trọng building. Lý do mà hội thánh chúng ta phải xây mới, hồi nãy chúng lão liền có nói đó, bởi vì chúng ta đã cũ rồi, thứ nhất. Cái thứ hai, nếu có điều kiện mình ở nhà trần lót cẩm thạch, ai lấy cẩm thạch lót sàn ghê vậy, cái gì đó hoa cương mọi thứ mà mình để nhà chúa cũ kỹ nhỏ hẹp, cái đó không có đúng, đúng không bạn chị em? Cho nên mình có điều kiện mình làm cho nhà chúa, nhưng mà không phải là phải như vậy thì mới là thánh. Thánh hay không thánh là do cái giáo dân giáo hữu ở tại nơi đó. Hạnh phúc hay không hạnh phúc rất quan trọng ở cái giáo đoàn đó, ở những cái người tin nhận chúa đó. Nhưng thưa quý vị, hội thánh đó có một cái sứ mạng mà chúa giao. Và cái sứ mạng đó là lý do tại sao hội thánh hiện hữu. Mà nếu không làm sứ mạng đó thì hội thánh đó không phải là hội thánh. Sứ mạng đó là gì? Matthew đoạn 28. Hết thảy, câu 18, hết thảy quyền phép ở trên trời và dưới đất đã giao cho ta. Vậy hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh mà làm phép báp têm cho họ, và dạy họ giữ hết mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi, và này ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế. Kính thưa hội thánh Chúa, có vài điều tôi muốn giải thích với bạn chị em. Thứ nhất, Chúa nói rằng đi dạy dỗ muôn dân, tiếng Việt mình gọi là đi dạy dỗ, trong tiếng Anh là go and make disciple, là hai hành động, đi và tạo môn đồ. Thưa quý vị, tạo môn đồ, làm sao quý vị tạo được môn đồ? Quý vị làm sao mình tạo được môn đồ cho Chúa? Quý vị phải hiểu chữ môn đồ là gì. Ở trong cái thời của Chúa đó, một người môn đồ là một người học trò. Nhưng mà học trò ngày hôm nay, cái chữ học trò đó là vô trường, lớp, sách cặp tám, ngồi nghe giáo sư dạy. Nhưng mà học trò ngày xưa đâu phải vậy. Học trò ngày xưa là học nghề. Ví dụ như tôi muốn học nghề mộc, tôi sẽ kiếm ông thợ mộc giỏi nhất trong vùng, tôi tới nhà ông, ổng làm, tôi coi, tôi phụ. Rồi một ngày đó ổng nghĩ tôi thế cái tiệm đó. Đó là môn đồ, học trò. Ở trong thời của Chúa, một đứa trẻ lên 12 tuổi nó phải thuộc năm sách của Môi-se. Và sau đó đứa trẻ đó phải tìm một ông rabbi, một ông thầy dạy đạo, mà đi theo thầy đó. Ông đi đâu mình đi theo, đến khi ông thầy già mình sẽ trở thành người thế ông thầy cho cái synagogue, cái nhà thờ phượng, nhà hội đó. Cho nên cái chữ môn đồ là một cái người cảm thấy đam mê Chúa, cảm thấy say mê Chúa, là một cái người, quý vị, cái người học trò là phải tôn kính thầy mình, cảm thấy ngưỡng mộ thầy mình, muốn được giống như thầy mình vậy đó, thì mới trở thành là môn đồ của ông thầy. Thì Chúa nói là đi khiến cho người ta trở nên môn đồ của Chúa, có nghĩa là làm cho người ta say mê Chúa, làm cho người ta muốn được trở nên giống như Chúa.
Bây giờ chữ làm là làm sao? Quý vị làm sao làm được? Ông thầy làm sao mà bắt đứa nhỏ phải trở nên giống mình? Ngoại trừ ông thầy phải trở nên rất là đáng ngưỡng mộ, thì đứa nhỏ tự nhiên nó theo. Cho nên khi Chúa nói với hội thánh là phải tạo môn đồ, không phải Chúa nói đi ra rồi nhồi vô não người ta, la lối người ta, biểu người ta phải trở nên giống Chúa. Phải, mình muốn tạo môn đồ, trước tiên mình phải làm một môn đồ. Và cái cách mình theo Chúa nó rất là đậm đà, đến nỗi những người xung quanh mình nói tôi muốn được giống như ông này. Thì đó là mình tạo môn đồ bằng cách chính mình phải làm một môn đồ. Mình say mê Chúa, người ta nhìn thấy điều đó, người ta tìm hiểu Chúa. Đó là tạo môn đồ. Đó là lý do tại sao tôi không thích cái kiểu truyền giáo mà đặt nặng cái vấn đề mà không có mối thông công liên hệ, không có tình thân gì hết trơn, cứ la lối tổ chức truyền giảng đông chúng đồ này kia, rồi đi phát những tờ này tờ kia. Cái điều đó là tốt, nhưng mà những điều đó mà không có cái hình ảnh của một người theo đạo thật á, thì nó thật sự là nó không có ý nghĩa gì cho những người kia đi theo Chúa. Bây giờ tôi là một người tin đạo, nhưng mà tôi, cách sống của tôi với lại những người xung quanh, nó thật sự không có cái gì thu hút để người ta tìm hiểu Chúa, thì tôi không hề làm môn đồ và tôi cũng không có tạo môn đồ. Vậy thì tôi hỏi hội thánh của Chúa ở đây, chúng ta phải làm mọi cách để làm sao sự tin kính của chúng ta làm sức hút mãnh liệt cho cộng đồng xung quanh để họ theo Chúa, phải không bạn chứ? Yes. Thì đó mới là tạo môn đồ. Không phải chúng ta nói nhiều là chúng ta tạo môn đồ đâu, thưa quý vị. Cái điều thứ hai mà Chúa nói là phải đi. Chúa chưa bao giờ tạo hội thánh của Chúa là một nơi ngồi yên mà không hề đi. Tôi nghe ông mục sư trong địa hạt á, lúc mà chúng tôi nói tới cái chuyện mà làm sao mobilize hội thánh, làm cho hội thánh đi đó, đi hầu việc Chúa đó, thì ông nói tôi xin lỗi nói với các anh em, hội thánh tôi tín đồ cũng không có di chuyển từ cái ghế này qua cái ghế khác mấy chục năm, không hề đổi ghế, mà bây giờ kêu đi là đi đâu? Thưa quý vị, cái chuyện mà ngồi yên một chỗ phải vấn đề, đó chỉ là cái chốt thôi, cái giỡn thôi, nhưng mà phải đi. Đi ở đây có đi gần và đi xa. Tôi biết một cặp vợ chồng, hai người này sau khi cưới đúng 3 ngày, 3 ngày sau khi cưới, họ dọn tất cả hành lý, họ đi qua đất nước châu Phi, Kenya. Bằng cái thời nghèo khổ, họ xây dựng public sinh house cho giáo hội. Và quý vị biết bên châu Phi mỗi lần mà chiến tranh là rất là khủng khiếp. Tôi có người bạn mà đi từ châu Phi mà anh ta qua học để anh ta về làm tổng thống. Quý vị đừng coi thường tôi nha, tôi có bạn sắp làm tổng thống ở bên châu Phi chứ không phải chơi nha. Mà anh ta nói mỗi lần chiến tranh đó là nó kéo qua, nó bắt đàn bà, phụ nữ, nó bắn giết bò. Không phải giống như bên đây mình có chuyện mà hai vợ chồng nó sống qua những tháng ngày đó, dành cả đời để lo công việc Chúa đúng 3 ngày sau khi kết hôn. Đó là đi đó, đi để tạo nước của Đức Chúa Trời. Nhưng mà bạn chị em cũng chỉ cần đi, không cần xa lắm. 3 feet kế bên quý vị là có một người đi nhà thờ mà chưa được hỏi thăm. Đúng không bạn chị? 3 bước kế bên chỗ làm của mình là có một người chưa biết Chúa. Hãy đi. Đừng tập thói quen làm người ngồi ở trong hội thánh mà không hề nghĩ tới người khác. Hãy nói về Chúa. Hãy làm một môn đồ thật sự. Thưa quý ông bạn, Đức Chúa Giê-xu nói rằng đi làm cho người ta trở nên môn đồ, bắt tem cho họ. Điều này không có nói rằng hội thánh hiện hữu với mục đích duy nhất là để bắt tem người ta. No. Đưa người ta đến với Chúa không phải chỉ là đem ra bắp tem là đưa người ta đến với Chúa. Đến với Chúa phải đến thật lòng. Cho nên đôi lúc hội thánh giúp cho thế gian bớt đi những điều bất công, giúp cho những người ở đáy xã hội, chăm sóc cho những người khốn cùng, nâng đỡ đạo đức của xã hội lên, khuyến khích những người ngã lòng, làm vinh hiển danh Chúa ở trong cái vùng mình sống. Đó cũng là đưa người ta đến với Chúa. Cho nên thưa quý vị, vào ngày hôm nay quý vị đang ca hát, đang giảng luận, đang dạy dỗ, thậm chí là dọn bàn tiệc, bàn thông công ở bên ngoài, hay là nấu nướng, hay là dâng hiến, quý vị cũng đang đều đi để khiến người ta trở thành môn đồ của Chúa. Tôi không nghĩ rằng chúng ta chỉ giới hạn bắp tem có nghĩa là một người mục sư làm. Vì chúng ta nói rằng hội thánh là bắp tem người ta cho nên giao hết cho mục sư, trong khi mục đích thật của hội thánh là khiến cho người khác dễ đến gần với Chúa hơn bằng tất cả những gì mình có. Như vậy thưa bạn chị em, Chúa giao cho hội thánh trách nhiệm. Lý do hội thánh hiện hữu là để di chuyển, để hành động, để sống như một môn đồ
và khiến người ta đến với Chúa bằng nhiều cách khác nhau. Và Chúa không hề ban một mạng lệnh mà không có lời hứa. Hai điều mà khiến cho lòng tôi cảm thấy rất là yên ủi đó là câu số 18, Chúa nói rằng hết thảy quyền phép trên trời dưới đất đều đã được giao cho ta. Cho nên hội thánh của Chúa không phải là chúng ta là thẩm quyền cuối cùng. Nhiều người họ nghĩ rằng khi Chúa nói rằng nếu điều gì các ngươi đóng dưới đất là sẽ đóng trên trời, mở dưới đất là mở trên trời, thì họ cho rằng giáo hội của họ được quyền trên sự cứu rỗi người khác. No, không ai có quyền đó. Chúa đang nói tới nếu hội thánh không đưa cơ hội thì người ta không có cơ hội tin Chúa. Cho nên, thưa quý ông bà anh chị em, Chúa Giêsu nói rằng những quyền phép được thuộc về Chúa nghĩa là sao? Nghĩa là ông bà anh chị em và tôi chỉ cần làm thôi, chứ không có cần phải chịu trách nhiệm về kết quả. Mình làm chứng người ta có tin hay không, đó là chuyện của người ta. Quý vị biết không, khi tôi giảng lời Chúa, tôi phát hiện một điều là sự giảng luận lời Chúa đó có quyền năng khủng khiếp. Khủng khiếp. Những gì mình nói về Chúa không có nói chơi, tại vì những gì mình nói về Chúa đó Đức Thánh Linh sẽ sử dụng để biến đổi đời người nào đó. Cho nên bạn chưa mở miệng ra nói về Chúa đi, đừng sợ gì hết. Quý vị sẽ thấy Đức Thánh Linh sử dụng. Mình không hoàn hảo, nhưng mà Chúa hoàn hảo. Và Chúa không hề bắt mình hoàn hảo. Mình nói một cách chân thành về Chúa, Đức Thánh Linh sẽ hành động. Và cái điều thứ hai mà cảm thấy rất an ủi đó là Đức Chúa Giêsu hứa rằng ta sẽ ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế. Cho nên ngày hôm nay hội thánh sống tốt, làm những điều có thể, tìm sự nên thánh, làm sáng danh Chúa, làm mọi cách để làm cho người ta bớt đau khổ, đưa người ta đến gần với Chúa. Giống như người ta khổ đói quá, quý vị biểu rằng tin Chúa đi, đi nhà thờ đi, mà quý vị không cho người ta một cái bàn đạp trong cuộc đời, không một lời an ủi, không có một sự sẻ chia, thì thật sự đó cũng không phải là cách. Phải hiểu, phải thương, và tình thương đó sẽ đưa rất nhiều người về với Chúa. Và hội thánh như vậy là hội thánh có phước. Và dân sự như vậy mới thật sự thuộc về hội thánh của Chúa. Hội thánh San Jose có đồng ý với tôi như vậy không? Amen. Tôi mừng là hôm nay tôi kết thúc sớm. Cho nên hôm nay chúng ta được về sớm. Amen không quý vị? Amen. Ôi sao amen 97 rồi. Hôm nay tôi nói rằng hội thánh là một cái cộng đồng chứ không phải là của một người. Cho nên mời 7 người lên chia sẻ lời Chúa với tôi buổi sáng hôm nay. Tôi mời 7 người mà tôi đã nhờ sẵn bước lên trên này. Xin mời quý vị. Nào, nếu quý vị lên chậm là lát hồi trễ không phải tại tôi nha. Một sư nhờ ban kỹ thuật trong sư cái microphone. Ok, 7 người. Thưa quý ông bạn chị em, ở trong Kinh Thánh á, khi Đức Chúa Giêsu đến, Đức Chúa Giêsu đã redefine, có nghĩa là Đức Chúa Giêsu định nghĩa lại hội thánh nghĩa là gì. Thì nếu quý vị đọc trong Tân Ước, quý vị sẽ thấy có 7 chỗ, nhiều hơn 7 chỗ mà tôi chỉ chọn 7 chỗ thôi. Khi mà Đức Chúa Giêsu ngài ví dụ hội thánh giống như một cái thuộc thể, một cái entity, một cái cơ quan, một cái điều gì đó, một cái ví dụ gì đó. Và Đức Chúa Giêsu dùng những cái ví dụ này thì tôi mời những vị này. Đầu tiên, người đầu tiên trong danh sách là ai? Chị Thùy. Rồi, xin mời chị Thùy. Cho chị Thùy đi xuống nghe thầy. Đầu tiên, thưa bạn chị em, tôi có tiết kiệm thì giờ tôi không đọc những câu kinh thánh, nhưng mà quý vị có thể đọc trong sách Mác đoạn 2 câu 17 trở đi. Đức Chúa Giêsu ví hội thánh của Chúa, nước thiên đàng hay là hội thánh trên đất của Chúa. The kingdom of God, chứ phải nước thiên đàng, nước của Chúa ở dưới đất, giống như là một cái bệnh viện. Thì bây giờ tôi muốn hỏi chị Thùy, nếu mà mình một cái bệnh viện, nếu hội thánh là một cái bệnh viện thì hội thánh phải có những điều gì, phải có những đặc tính gì, thì xin mời chị trong giờ phút này nhớ người vài phút thôi nha. Dạ, tôi xin kính chào quý bạn chị em cùng thờ phượng Chúa buổi sáng hôm nay. Như câu hỏi của một sư đặt ra thì tôi nghĩ là có nhiều quan niệm khác nhau, nhưng nói với cái sự hiểu biết hạn hẹp và đơn giản của tôi thì mọi người đều biết bệnh viện là nơi mà cứu người và là nơi chữa trị cho những bệnh nhân tìm đến. Và tôi xin mở mặt nói ở đây là tôi nói về một cái bệnh viện thật sự đúng nghĩa là bệnh viện mà đáng được tin cậy. Thì cái bệnh viện đó là nơi để đặt niềm tin, bệnh nhân sẽ đặt niềm tin và hy vọng được chữa lành khi họ
Và ở bệnh viện đó thì khi người bệnh nhân đến sẽ được đặt niềm tin và hy vọng là được chữa lành. Và cũng như vậy, trong bệnh viện thì bác sĩ, y tá và nhân viên là những người họ làm việc với nhau một cách thật là nề nếp và trật tự. Dù người bệnh nhân đến đó có bảo hiểm hay không có bảo hiểm, mà nhưng sự cứu mạng sống là điều cần thiết và ưu tiên nhất hàng đầu. Ở trong bệnh viện thì người bác sĩ thật tâm là người bác sĩ, còn nhiều lúc phải hy sinh thời giờ và kể cả sự nguy hiểm rủi ro tới tính mạng của mình để cứu lấy sự sống của bệnh nhân. Nhưng cũng như Chúa đã hy sinh vì chúng ta mà để giành lại sự sống cho chúng ta. Và hơn thế nữa là khi bệnh nhân trong cơn đau đớn mà họ được đang ở trong bệnh viện thì họ cũng cảm thấy là được an tâm hơn. Y tá, bác sĩ là những người họ rất là dịu dàng, ân cần chăm sóc bệnh nhân và họ hiểu được những nhu cầu và những đau đớn của bệnh nhân phải trải qua. Và người bác sĩ luôn tìm điều kiện và những cái phương cách tốt nhất để chữa trị cho bệnh nhân. Và họ cũng rất là vui mừng khi thấy bệnh nhân được chữa lành. Cũng như Chúa đã chuộc lại mạng sống cho chúng ta, và Chúa cũng rất vui mừng khi thấy người có tội biết ăn năn. Tìm theo những theo tôi thì tôi có vài cái quan niệm như vậy để thấy là cái hội thánh cũng giống như cái bệnh viện. Và tôi xin nói ở đây là chúng ta nói về hội thánh thật và là bệnh viện thật sự đúng nghĩa của nó. Chị Thùy sau khi nói đầy đủ như vậy mấy người khác sợ, tại vì ok chị Thùy, như vậy thì bệnh viện á, chấp nhận mọi người, bảo hiểm không bảo hiểm cũng chữa. Bệnh viện nói nhỏ nhẹ ân cần, amen không cô Tuyết? Nhưng mà nhẹ ân cần tại vì bệnh nhân dễ bị tổn thương. Rồi gì nữa chị Thùy ha, đủ ra phải không? Tôi phải có phải nơi đó phải có hy vọng, phải có sự khích lệ. Amen không bạn chị em? Rồi xin người tiếp theo là nói về nước của Chúa giống như là một cuộc đi tìm kiếm kho báu, Matthew đoạn 13. Chào mục sư, cũng như là chào các bạn chị em. Để trả lời câu hỏi của mục sư buổi sáng hôm nay thì trong cái chuyến đi tìm kho báu là cái chuyến mà mọi người tìm kiếm những gì mà người ta không có, hoặc là tìm kiếm những gì mà quý báu hơn những gì mà người ta đang có, thì đó là cái mục tiêu mà người ta muốn đi tìm kho báu. Cái điểm thứ hai em muốn gửi đến đó là kho báu mà hội thánh muốn đi tìm ở đây là gì, thì cái kho báu quan trọng nhất đó là Chúa. Đó là Chúa và là tình yêu thương của Chúa, là sự bình an mà Chúa ban, cũng như là niềm an ủi mà Chúa cho mỗi một con cái của Chúa trong hội thánh. Và đặc biệt đó là sự cứu rỗi. Và đó là những cái mà kho báu mà hội thánh thường tìm tới. Cái điểm cuối cùng là đó là cái tinh thần đi tìm kho báu. Thì khi mà một cái người mà muốn đi tìm kho báu thì người ta là thật sự là hy sinh gia đình, thời gian và thậm chí là cả cái mạng sống của mình để đi tìm kho báu. Thì cái tinh thần mà của hội thánh để đi tìm cái kho báu đó là lúc nào cũng phải hăng say, hào hứng, và cũng như là có một cái sự chịu đựng, kiên nhẫn và lạc quan. Vì nhiều khi trên con đường mình đi tìm kho báu mình rất là nản chí, gặp những cái khó khăn, không phải lúc nào cũng thuận lợi, cho nên lúc nào cũng phải kiên trì. Và đó là ba cái điều mà anh nói, là cái mục tiêu, cái kho báu là gì, và cái tinh thần để tìm kho báu là như thế nào. Wow. Amen. Amen. Cảm ơn thần nha. Ok, cảm ơn. Xin mời người tiếp theo. Nước thiên đàng, nước của Chúa trên đất giống như một chuyến đi câu cá, bắt cá. Tới ai? Ok, vâng. Có từng đi bắt cá bao giờ chưa? Chưa. Ok. So, kính chào mọi người. Thì cái câu mục sư giao cho em thì em có trải nghiệm
Chúa được
đi nhìn vào những người xung quanh và nhìn vào cha mẹ của mình. Ví dụ cha mẹ mình đem theo con trẻ mỗi ngày thứ bảy đi nhà thờ, đó là một cái bài học mà chúng ta trực tiếp để mà dạy cho con chúng ta về điều mà Chúa muốn dạy. Vâng, và cái điều tiếp theo là cái sự dâng hiến. Ok, mình tập cho con trẻ dâng hiến và biết ơn những gì Chúa đã ban cho chúng ta và ban cho. Amen. Amen. Có một cái nữa, con trẻ đó, khi mà người đứa trẻ nó còn nhỏ, lúc nào nó cũng nhìn lên. Mà khi giống như là hồi nhỏ mình muốn cái gì cũng ấp, phải không? Nhìn lên, nhưng mà khi mình lớn đó, mình bắt đầu nhìn xuống. Cho nên nếu hội thánh mà muốn giống như con trẻ đó, hội thánh phải tập nhìn lên Chúa, chứ không phải nhìn xuống xem thường người khác. Và anh chị thấy cái ý đó không? Cảm ơn cô anh. Xin mời người tiếp theo. Là hội thánh là một cái bữa tiệc. Ừ, Bạch Hồng Công. Dạ, kính chào quý ông bà anh chị em. Để trả lời cho câu hỏi của mục sư thì hội thánh ví như là một buổi tiệc, một buổi sinh hoạt, thì theo tôi nghĩ là có một không cái buổi tiệc thì phải có một cái không gian và không khí vui vẻ, phấn khởi với nhiều những suy nghĩ tích cực để đến với buổi tiệc. Và như một buổi tiệc thì sẽ có đầy đủ nhạc, đồ ăn, thức uống và chương trình cho các quan khách thưởng thức và tham gia. Thì hội thánh là nơi có thể đáp ứng thể trí và linh qua các buổi ăn thông công, buổi học kinh thánh và tâm sự với các con cái Chúa để kết nối qua lời giảng dạy của mục sư, cũng như là tìm hiểu lời Chúa qua kinh thánh, rồi mọi người cùng tham gia các mục vụ với nhau. Và buổi tiệc thì thường là bắt đầu từ những danh sách được vào danh sách mời, nhưng tất cả mọi người thân thiện có cơ hội được biết về buổi tiệc và có thiện ý đều được mời dự cái buổi tiệc đó. Nhưng mà dù mình đến buổi tiệc trước giờ, đúng giờ hay buổi tiệc gần tàn, nhưng quan trọng nhất là cái thái độ của mình và sự góp mặt của mình. Thì tôi nghĩ là dù là như thế nào thì con cái Chúa cũng quan trọng nhất là trong cái thái độ của mình và trong cái sự góp mặt của mình. Dù những chương trình của hội thánh có thể là hay dở, nhưng mà sự góp mặt của quý ông bà và anh chị em là điều khích lệ cho những ban mục vụ để phục vụ. Có nghĩa là nếu mà một buổi tiệc á, quan hệ nói được ngon hay không, mà muốn buổi tiệc nó vui thì phải đem tinh thần tới. Đi hội thánh phải là vui, giống như mình đi buổi tiệc, mình đi tiệc thì mình đem lòng hứng hở tới, còn mình đi tới hội thánh mình chuẩn bị lòng giống như đi đám tang không được, đúng không? Mình phải chuẩn bị giống như mình đến nhà thờ, như đến tiệc. Hội thánh phải trang nghiêm, nhưng mà hội thánh phải có sự vui tươi, quý vị có đồng ý vậy không? Nhưng mà không có nghĩa là lúc nào mình cũng phải vui bên ngoài, nhưng mà trong lòng mình có cái niềm buồn thì cái lời thông công là cái lúc chúng ta có thể hàn huyên tâm sự và chia sẻ tâm tình. Chính vì vậy tôi khuyến khích hội thánh có thể gặp gỡ, không chỉ ngồi một chỗ để dùng bữa ăn của mình, mà có thể đi xung quanh để hỏi thăm, để khích lệ, nâng đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Có thể là anh chị em của mình mất việc làm trong tuần lễ vừa qua, hoặc là có thể gia đình có chuyện gì đó buồn, hoặc là có thể là tiền là có tin vui, thì mình có thể cùng nhau chia sẻ được. Xin chúc mừng em. Chưa biết vui chuyện gì nhưng mà em nói chúc mừng. Người cuối cùng, hội thánh là một chuyến đi tìm và giải cứu. Luca đoạn 14-15 cho chúng ta biết nước thiên đàng giống như là một người chăn chiên đi tìm con chiên. Mời chị Châu. Chào quý bà chị em. Chào chị Châu. Bắt đầu từ đâu cũng được, nhưng mà cũng ngắn lại chút xíu thôi. Dạ, trước hết thì tôi xin được định nghĩa cái team mà giải cứu là cái gì. Thì chúng ta biết là team giải cứu giống như là emergency gì đó, thì họ có một cái group mà họ phải có cái chủ ý, tức là họ không phân biệt là ai kêu gọi, ai gọi điện thoại kêu cứu, mà khi mà nghe cứu thì họ sẵn sàng đến cứu. Và họ phải có những cái dụng cụ để đi cứu, như là bình thở, rồi máy oxy, rồi thuốc, rồi này kia đó. Rồi cái thứ nữa là họ phải có cái tình yêu rất là lớn với nghề nghiệp của họ. Với
nạn nhân. Dạ, với nạn nhân, với tình yêu. À, và cái cuối cùng là cái là họ phải khẩn trương, tức là khi mà họ nhận được cái cuộc gọi cấp cứu thì họ phải khẩn trương ngay lập tức để mà đi cứu người. Thì ví Hội Thánh chúng ta giống như là một cái đội cứu hộ, thì giống như là Hội Thánh ta có cái tình yêu giống như là Chúa tìm kiếm những cái con chiên bị lạc, hoặc là giống như là cái người cha trong cái sách Luca đoạn 15 đó, thì người cha luôn mong chờ tìm kiếm đứa con mà lạc loài của ông, trong khi mà đứa con quay trở về thì ông rất là vui mừng. Thì cũng giống như là khi mà Hội Thánh đem những cái con chiên về cho Hội Thánh thì Chúa rất là mừng. Amen. Đã đem những con chiên lạc loài trở về. Amen, cảm ơn chị Châu. Hồi nãy Vân có nói một cái ý rất hay về câu cá đó, là câu cá thì ước nhẹ nhẹ. Câu cá đó thì thưa bạn Trên là phải đúng thời điểm, thì cho nên cũng phải theo chương trình của Chúa, cái đó rất là đúng. Tôi muốn thêm cái ý nữa về cái chuyện mà Hội Thánh làm chuyến câu cá đó. Khi mình đi câu cá, cái quan trọng nhất không phải là mình dành bao nhiêu thì giờ ở trên bờ, mà là mình phải quăng xuống dưới nước. Mình không quăng xuống dưới nước thì đừng có mong câu cá. Mình không phải Khương Tử Nha mà câu cá quăng đại, quý vị đồng ý không? Phải quăng mồi xuống thì nó bước đầu tiên. Cho nên Hội Thánh không thể nói quá nhiều về truyền giáo mà không hề truyền giáo. Thứ nhất. Cái thứ hai, mình đi truyền giáo mình câu cá, mình phải biết là cá nào phải dùng mồi, mồi đó, và mồi thì phải tươi. Một cái mồi mà nó sử dụng 100 năm trước bây giờ cũng sử dụng y hệt như vậy không được các bạn. Mỗi một thời đại, mỗi một thế hệ nó có một cái cách đưa người ta về với Chúa khác nhau. Quý vị có thấy những vị này đưa ra những ý rất hay không? Yeah, thầy. Amen. Amen. Quý vị có muốn lên lần tiếp theo không? Đổi mấy người khác. Cảm ơn quý vị, xin chúng ta mời về chỗ. Thưa quý bạn, cho tôi sẽ kết luận bài chia sẻ buổi sáng hôm nay với cái tư tưởng như thế này. Như vậy, vì Hội Thánh của Chúa rất quan trọng và chúng ta được dự phần trong Hội Thánh của Chúa, chúng ta hãy ôm lấy những... Tôi xin chúng ta mời chú Bảy vô đây để chuẩn bị tập hát. Chúng ta hãy ôm lấy tất cả những giá trị của nước thiên đàng. Chúng ta hãy biết rằng chúng ta thuộc về một thế giới mới, một xã hội mới của Chúa, thì chúng ta phải đào thải những tư tưởng của thế gian này, những là thuộc về cuộc sống cũ của mình. Chúng ta hãy sẵn lòng để làm một môn đồ, để bước ra khỏi comfort zone, tức là nơi thoải mái của mình, để làm thêm một điều gì đó cho Chúa. Đôi khi chỉ là một lời khuyên với bạn mình, đừng có chửi thề nữa nha, hay là một cái gì đó ân cần cho người khác. Hãy yêu Hội Thánh của Chúa. Mặc dù Hội Thánh không hoàn hảo, nhưng mà Hội Thánh chính là đại diện của Chúa ở trên mặt đất này. Hãy dung thứ, hãy chấp nhận, hãy gầy dựng Hội Thánh của Chúa. Thưa quý bạn xem, ở trong Ê-phê-sô đoạn 5 câu 25, Kinh Thánh nói rằng: hỡi những người chồng, hãy yêu vợ mình giống như Đấng Christ đã yêu Hội Thánh và phó chính mình Ngài cho Hội Thánh. Chúa thật sự yêu Hội Thánh của Chúa. Nếu bạn xem nằm trong Hội Thánh, quý vị ở trong tình yêu của Chúa. Chúa sẵn sàng hy sinh mạng sống mình cho Hội Thánh. Vì thế chúng ta hãy trân trọng Hội Thánh, hãy yêu thương anh em và làm tất cả gì có thể để thực hiện sứ mạng mà Chúa đã giao phó cho Hội Thánh. Thưa quý vị.